Cậu bé 2 tháng tuổi này vừa được phẫu thuật nội soi cắt u bạch huyết trong ổ bụng. Phát hiện ngay từ lúc sau sinh, gia đình đã được bác sĩ khám, tư vấn và quyết định phẫu thuật. Đi điều trị sớm thì mình yên tâm hơn. Cảm giác bây giờ là thoải mái rồi. Không phải là ngồi nhà lo nghĩ nhiều nữa. Ngủ ngon rồi. Còn bé gái 5 tháng tuổi này không may mắn như vậy. Bị thoát vị bẹn nghẹt, nhưng phải đến khi biến chứng, buồng trứng xa xuống dẫn đến hoại tử mới phát hiện, nên buộc phải cắt bỏ buồng trứng. Tại Bệnh viện Việt Đức hàng năm vẫn gặp vài trường hợp tương tự. Đáng tiếc nhất là ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh sản của các cháu sau này. Có khi là bố mẹ thấy là cháu vẫn đi tiểu bình thường, nhưng khi cháu đái buốt, đái rắc thì lúc đấy mới phát hiện ra bị chít hẹp bao quy đầu và bị nhiễm trùng tiết niệu. Những cái bệnh rất là đơn giản thôi, nhưng mà cũng cần phải khám sàng lọc và phải có những cái tư vấn và điều trị thích hợp. Như là dị tật lỗ tiểu hoặc là dị tật về dương vật tinh hoàn ẩn thì chúng tôi mổ rất sớm, tức là trong vòng 1 tuổi thôi, bởi vì là mổ sớm như vậy mang lại kết quả tốt. Thứ hai đó là các cháu nó sẽ không bị tự ti, không bị mặc cảm với bệnh của mình và mang lại cái chức năng sớm nhất có thể. Với những trường hợp phát hiện sớm, việc phẫu thuật rất hiệu quả bằng kỹ thuật hiện đại như nội soi 3D, vi phẫu. Các bé có thể ra viện sau 1 ngày. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo nên đưa trẻ nhỏ đi khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý thận tiết niệu, sinh dục, tiêu hóa.